Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thủy cốt nha, dáng tàn bay. Cái này có mã số là 991, có số đo hoành gốc là 43, chiều cao của cây là 56, tàn phóng nha, cái tàn phóng là 110, đang cây đang nằm chậu lọt lòng là 43. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình 2000k bao ship luôn chậu. Cây đang lên lọc rất là sung nha. Bên đây có lũ âm thân luôn nè. Rồi, cái này có mã số là 991. 2000k bao ship luôn chậu. Rồi, nhà vườn xin qua cây này luôn.